Yo, hello anh em. Vâng, lại là mình đây. Chào mừng em quay trở lại với Genshin Impact và channel của mình về đánh giá nghiêm túc đây. Hello anh em. Đây là cái video mình sẽ chỉ anh em đi lấy cái hạt giống khô. Mình nghe anh em nói nhiều về cái hạt giống khô này rồi, bây giờ mình mới có thể lấy được. Thì hôm qua mình đã đi đến cái vị trí này rồi, nhưng mà không phải để đi lấy hạt giống mà mình đã đến đây để trèo lên xem cái nóc của cái vực đá sâu này, chỗ đấy nó có cái gì. Nó có một cái màn ánh sáng nhưng mà lúc lên đấy thì Paimon nó đuổi mình xuống. Vâng, bây giờ mình đang đeo cái chất xúc tác lưu minh thạch lên. Bởi vì lúc nãy mình đã làm cái video 9 cái dòng chữ bí ẩn cổ ngữ đấy anh em. Thì phải bỏ cái đèn ra. Bây giờ mình đeo vào. Đây là đường đi đến cái chỗ mà mình vừa nói nha. Đi theo men theo cái đường này. Ở đây nó có mấy con slam thảo. Mình nghĩ là cái chỗ này nó rất là gợi mở về Sumeru. Cái này với cả cái video vừa nãy mình đăng đó là đi điều tra tùy sinh. Thì cả hai cái, một cái là bức thư dẫn đến một học giả khác ở Sumeru, còn cái này thì nó là hạt giống khô. Và Paimon khi mà nhận được thì Paimon nói rằng là đi đến chỗ khác thì nó sẽ nói cho mình biết. Mình không biết là có phải đến tận Sumeru không hay là update. Ok. Sau khi tiêu diệt xong mấy con Slam Thảo ở đây thì thú thật với anh em là lúc đầu mình cũng không biết mở cái chỗ này kiểu gì. Mình có dùng Vision để nhìn rồi nhưng mà nhìn không đúng chỗ. Đó. Sau khi mình đổi sang ba nhân vật trong team đó là Phong này, Nham này, rồi Lôi. Và mình đi dùng Vision để mở. Thực sự là mình nghĩ là Vision thì con nào cũng có thể nhìn được, nhưng mà đằng nào thì cũng phải dùng 3 nguyên tố để mở khóa. Thì mình đeo đủ 3 nguyên tố lên team luôn. Cái lá cây đầu tiên là nó ở đây. Cái này thì nó giống cái nhiệm vụ daily của Montat, nhưng mà lâu lắm rồi mình không có làm daily ở Montat nên là cũng quên mất. Okay. Mình đã kích hoạt xong cái trụ phong rồi, còn hai cái còn lại nó tương tự thôi. Cái lá cây ở trụ phong thì theo mình là cái khó nhìn nhất bởi vì nó phải trèo lên. Còn cái lôi thì nó ngay đây thôi. Đó. Vừa rồi đó, mình không cần dùng Vision mà mình chỉ cần đến gần thôi là nó cũng đã hiện cái lá cây lên rồi. Đây là cái cuối cùng. Nó canh cái trụ nham ở đây. Ok, thế là xong. Chỉ thế thôi là đã mở được cái rương ở giữa rồi. Và khi mở cái rương này ra thì anh em được một cái thành tựu và một cái hạt giống khô. Cư dân của thung lũng sinh mệnh chính là cái thành tựu mà nó cho anh em. Hạt giống khô khi đọc thì mình thấy cũng không có thông tin gì nhiều, nhưng mà nó là một cái đạo cụ, nhiệm vụ một tím thế này mình nghĩ là nó quan trọng đấy anh em. Và cả cái lily hàn tinh này nữa chắc là sẽ dùng đến trong bài đáp kết tiếp theo thôi. Ok. Đây là toàn bộ cái giải đố về cái hạt giống khô này. Chúc anh em thành công và không gặp lỗi gì nha. Hẹn gặp lại anh em trong những video sau. Bye bye.